Các nhãn hàng hân hạnh đồng hành cùng chương trình này. Hoa hậu Hòa bình Việt Nam, những câu chuyện truyền cảm hứng là một phần thi nằm trong khuôn khổ của cuộc thi Miss Grand Việt Nam 2022 nhằm tìm ra cô gái với trái tim đầy trắc ẩn. Ở mỗi tập là một cung bậc cảm xúc khác nhau sau mỗi câu chuyện mà các thí sinh mang đến. Với mục đích lan tỏa những giá trị nhân văn trong cuộc sống, các nhóm thí sinh đã kêu gọi quyên góp thành công cho nhân vật trong câu chuyện của mình. Tiếp nối hành trình ấy là chuyến thăm trực tiếp và trao tận tay số tiền giúp đỡ cho nhân vật. Hành trình truyền cảm hứng với những giá trị nhân văn mà chương trình Hoa hậu Hòa bình Việt Nam, những câu chuyện truyền cảm hứng mang đến sẽ tiếp tục lan tỏa với những hành động thiết thực, hỗ trợ một số địa phương ở miền Trung bị ảnh hưởng do bão số 4 vừa qua. Đón xem tập 10, 11 và 12 chương trình Hoa hậu Hòa bình Việt Nam, những câu chuyện truyền cảm hứng được phát sóng vào lúc 19h35 phút ngày 10, 11 và 12 tháng 10 năm 2022 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.